Đà, mời quý vị chắp tay niệm Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thưa quý vị đó, ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu học tiếp bài kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Chúng ta đi đến cái đoạn kệ đó là Kusale su thamme su appamado, có nghĩa là không có sao lãng ở trong các cái thiện pháp. Thì bữa hôm trước á, là sư đã phân tích một vài cái tính chất, một vài cái chi phần ở trong cái việc là không sao lãng trong cái thiện pháp này bao gồm những cái chi phần nào. Thì ngày hôm nay đó chúng ta tiếp một cái chi phần tiếp theo đó. Tại vì như sư nói đó, thưa quý vị, khi chúng ta làm các cái thiện pháp, phải nói là ai cũng làm được hết trơn, nhưng mà có người làm giỏi, có người làm chưa giỏi, có người làm khéo, có người làm chưa khéo đó. Cũng giống như một cái người đầu bếp mà chỉ biết nấu một cái gói mì gói thôi, mình có thể gọi đó là một đầu bếp thì nó hơi miễn cưỡng. Thì tại sao vậy? Tại vì gì? Chỉ đơn giản là bỏ gói mì, đổ nước sôi vô thành gói mì thôi. Nhưng mà cũng có mì đó, mà nếu như một anh đầu bếp mà ảnh có tài đó, thì ảnh sẽ thêm cái này thêm cái kia, ảnh sẽ nêm nếm như thế nào đó để cũng là một cái gói mì, nhưng mà cái món ăn nó sẽ ngon, nó chất lượng hơn. Cũng vậy, khi mà quý vị làm các cái thiện pháp đó, mà quý vị khéo léo, thì cái thiện pháp của quý vị đó nó sẽ đem lại nhiều cái lợi ích hơn là mình chỉ đơn giản mình làm mà mình không có một cái thiện xảo gì trong đó hết đó. Thì chúng ta qua cái chi phần tiếp theo đó, đó là gì? Đó là cái sự tập luyện đó. Cái sự tập luyện Asewana. Asewana, Asewana có nghĩa là cái sự tập luyện. Thưa quý vị đó, không có ai mà tự dưng là họ giỏi liền hết trơn đó. Phải có sự rèn luyện. Ngay cả cái chuyện bố thí thì cũng không phải ai là cũng là ban đầu là một người sẵn sàng cho ra. Có những người họ keo kiệt bẩm sinh đó, họ hẹp hòi bẩm sinh. Nhưng mà nếu như mà mình tập luyện thì mình vẫn có thể từ từ đó mình trở thành một con người hào sảng. Hoặc như là một đứa con nít thì nó làm gì biết cái chuyện là giữ giới với lại không giữ giới. Nó thấy nó bắt được cái con cào cào thì nó bắt đầu là nó bẻ giò, nó bẻ cánh, rồi hoặc là nó sâu chuỗi cào cào, nó chơi, nó không ý thức được cái chuyện đó là thiện hay ác, nó không ý thức được đó. Hoặc là nó thấy vô cái vườn trái cây của người ta đó thì nó chỉ hái thôi, nó thích thì nó hái thôi, chứ nó không ý thức được cái chuyện đó là thiện hay ác. Cho nên ngay cả bản thân cái chuyện giữ giới cũng phải tập luyện đó. Rồi cho đến cái chuyện thiền định cũng phải tập luyện. Quý vị đừng có nghĩ là những cái vị ở trong kinh tạng đó nhìn vô một cái đóa hoa màu xanh thì đó chứng thiền định đề mục màu xanh, vị đó nhìn một cái đóa hoa màu vàng vị đó chứng thiền định đề mục màu vàng, vị đó nhìn một cái bộ xương thì vị đó chứng thiền bằng cái đề mục bộ xương. Thưa quý vị á, mình không phải cái cỡ đó đâu. Mà những vị như vậy đó là tại sao họ được nhanh như vậy? Đó là do họ đã rèn luyện có thói quen thiền định nhiều đời. Ngay cái kiếp trước của họ đó là họ thuần thục cái đề mục đó rồi, cho nên cái kiếp này đó họ chỉ đơn giản họ nhích tí xíu thôi là rất dễ dàng vào định. Còn chúng ta đó thì nói nào ngay thì cũng trong kinh điển thôi. Vô số kiếp chúng ta đã từng làm chuyển luân thánh vương, vô số kiếp chúng ta từng làm phạm thiên, vô số kiếp chúng ta từng làm trời đế thích, vô số kiếp chúng ta chứng thiền đủ hết á. Mình từng chứng thiền rồi, chứng tới phi tưởng phi phi tưởng chứ không phải ít đâu đó. Và mình cũng từng làm những cái chuyện ác nhân thất đức. Nhưng mà bây giờ ở đây sư nói tới cái chuyện mình chứng thiền. Kiếp trước mình đã từng chứng thiền rồi, nhưng mà tại sao kiếp này mình tu thiền đến cà chật cà ruột? Tại sao vậy? Bởi vì cái kiếp đó cách mình xa quá rồi, cách xa quá rồi. Phải mà cái kiếp
gần nhất á, những cái vị mà từ cõi Phạm Thiên mà tái sanh về loài người đó, các vị đó tu thiền rất là nhanh. Còn mình chắc cõi dưới lên thì sao đó, hoặc là cái cách cái kiếp mà cách cái kiếp Phạm Thiên của mình nó cách xa quá rồi, cho nên á mình bây giờ mà mình hành thiền á nó khó gì. Nhưng mà cũng còn là một cái điều phước báo, đó là gì, đó là chúng ta biết đến Phật pháp, chúng ta còn biết đến cái chuyện thiền định, cho nên mình vẫn ráng, mặc dù là hành nó có khó khăn đó mà mình vẫn ráng. Nhưng mà phải tập, chứ còn ở đâu ra mà mình ngồi xếp bằng cái là tự nhiên định nó nhào, định nó xuất hiện cho mình, không có. Phải tập, có thể là ngồi 5 phút 10 phút là nó bắt đầu nó phóng dật, hoặc là đi đi thiền đi được cái chút xíu là bắt đầu nó phóng dật, hoặc là mình làm việc mà trong cái sự tập trung bắt đầu nó phóng dật. Cái gì cũng vậy, nó phải có cái sự rèn luyện hết trơn á. Cho nên các thiện pháp, tất cả các loại thiện pháp mình đều phải tập luyện, không tập luyện thì không thể thành tựu được. Đó, đó là một cái chi phần quan trọng trong cái việc là không có sao lãng ở trong các thiện pháp. Và cái chi phần tiếp theo đó là Phāvana, có nghĩa là cái sự phát triển. Cái Phāvana thường chúng ta hay dịch là tu tập, mình hay dịch là tu tập. Mà chính vì cái nghĩa tu tập đó, thành thành ra là nhiều người họ cứ mở miệng nói tu 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 mà họ không hiểu tu là tu cái gì. Đó, thực tế cái từ Phāvana này đó nó có nghĩa là sự phát triển. Nghĩa là sao? Các thiện pháp của chúng ta đều phải cần được phát triển hết. Có thể là ngày hôm nay chúng ta tập, chúng ta bố thí một cái muỗng đồ ăn thừa, có thể là một cái khúc xương mà chúng ta ăn xong rồi mình gặm hết rồi đó, mà còn khúc xương mình thấy có con chó hoặc mình thấy có cái ổ kiến mà nó đó, để mình cho nó cái miếng đồ ăn thừa đó, thì từ cái nhỏ nhỏ đó rồi mình bắt đầu là mình bố thí những cái to hơn, những cái to lớn hơn, làm những cái việc cao thượng hơn. Cái gì nó cũng cần phải phát triển hết, chứ không có cái ai mà tự dưng mà mình tự nhiên phát đại bồ đề tâm là tự nhiên tôi có khả năng tôi buông xả cúng dường cái thân mạng cho tôi, là coi như ai muốn xin thì cho, không có dễ đâu quý vị. Bồ Tát mà muốn được những cái kiếp á, mà ngài xả bỏ thân mạng á, đó, ngài sẵn sàng ngài bỏ thân mạng của ngài để ngài bố thí, ngài sẵn sàng ngài bỏ thân mạng của ngài để ngài giữ giới, thì ngài cũng đều từ một chút xíu ngài đi lên, cũng bắt đầu là từ những cái chút chút vậy đó, rồi nó bắt đầu nó mới huân tập từ từ. Nó giống như là một cái xe, nó không thể nào mà bất thình lình nó đạt tới một cái vận tốc cao được, mà nó phải khởi đầu, nó phải có cái chớn, nó phải chạy chậm từ từ, nó phải có một cái giai đoạn tăng tốc. Cái giai đoạn tăng tốc đó nhanh chậm á, là tùy theo cái chất lượng của cái xe. Thì cũng vậy đó, chúng ta cũng cần phải tăng tốc, chúng ta cũng cần phải phát triển. Mình bắt đầu á, thí dụ như nói một người tôi giữ giới nó khó quá, thí dụ như bây giờ tôi giữ cái giới không uống rượu đi, mà bây giờ khó quá, khó giữ quá, thì mình có thể mình phát triển một cách từ từ. Nếu mà mình nhắm mình bỏ liền không được, mình có thể bỏ cách từ từ. Bỏ từ từ là bỏ làm sao, thí dụ như trong ngày, trong một tháng 30 ngày rằm là mình không uống. Cỡ nào cỡ không uống là không uống. Nên ai có hỏi hôm nay 30 ngày rằm tôi không uống rượu, thí dụ như vậy, sư thí dụ như vậy. Rồi từ từ cái mình phát triển lên, phát triển lên là một tháng vậy mình được 4 ngày mình không uống rượu. Rồi phát triển hơn nữa, một tháng mình được 7 ngày mình không uống rượu. Rồi từ từ mình phát triển lên nữa là mình một tháng là mình được 15 ngày mình không uống rượu. Rồi phát triển hơn nữa, có nghĩa là từ từ là tôi giữ luôn cái giới không uống rượu. Đó. Chứ còn sẽ lấy ví dụ như là một cũng là một cái xe. Đó. Một cái xe mà nếu như nó đang còn cái trớn mà nó chạy á, mà mình thắng gấp mà đòi cái xe nó đứng liền tại chỗ thì không được. Quý vị biết rồi, mình chạy một cái xe mình trừ khi chạy tốc độ chậm á, thì mình chậm thiệt là chậm thì mình thắng nó đứng xe lại được. Chứ còn mà mình chạy tốc độ nhanh á, mình khó mà thắng mà đứng xe lại được lắm. Đó. Cũng vậy, các thiện pháp nó có tác dụng nó ngăn ngừa ác pháp. Các thiện pháp nó có tác dụng nó vun bồi các cái thiện pháp lớn lao hơn.
thì nó cũng phải cần được phát triển đó. Chúng ta có thể chúng ta giữ giới một tháng, chúng ta giữ giới được một ngày, rồi phát triển hơn nữa một tháng giữ giới được 2 ngày, rồi được 4 ngày, được 7 ngày đó, được 10 ngày, ví dụ như vậy. Rồi chúng ta tập hành thiền. Có lần á, một cái anh Phật tử anh hỏi đó, bây giờ con hành thiền nhưng mà con tâm nó phóng dật hoài, hành thiền không được. Thì bây giờ sư hỏi anh, bây giờ á, một cái thời anh hành thiền đi, không cần biết anh hành trong 1 tiếng 2 tiếng, không cần biết, mà chỉ cần anh làm được một chuyện này thôi, trong 10 hơi thở anh tập trung đúng 10 hơi thở thôi, có nghĩa là anh không phóng dật, trong 10 hơi thở đó anh chỉ tập trung đúng 10 hơi thở thôi, hít vào thở ra đó, hít vào thở ra, anh tập trung đúng 10 hơi thở thôi, anh không phóng dật trong 10 hơi thở đó, anh làm được hay không? Thì anh Phật tử nói dạ được. Rồi thì như vậy đó, sư không quan trọng là anh hành thiền là anh phóng dật bao nhiêu, sư không quan trọng. Sư chỉ cần biết là cái lúc mà anh chợt nhớ ra, à mình đang hành thiền chứ không phải là mình đang ngồi chơi, chỉ cần anh nhớ ra anh đang hành thiền, anh lập tức anh quay lại trong 10 hơi thở, anh chỉ cần chánh niệm trong 10 hơi thở, không phóng dật trong 10 hơi thở, vậy được rồi. Suốt thời thiền đó, không quan trọng là anh phóng dật bao nhiêu hết, chứ anh sực nhớ ra cái là à rồi ráng trong 10 hơi thở, rồi sau 10 hơi thở đó là mình bắt đầu cái tâm mình phóng dật tiếp, cứ vậy liên tục như vậy, rồi từ từ mình mới phát triển hơn đó, làm 20 hơi thở, rồi phát triển hơn 50 hơi thở đó, rồi phát triển lên thì ví dụ như là từ 5 phút, 5 phút tập trung không có phóng dật, mình tăng lên 10 phút, từ từ thôi, sư không không cần gấp đâu, tại vì có nhiều người họ tăng tăng gấp quá, trong vòng 1 tuần họ tăng lên được tới 15 phút, trong 1 tuần họ tăng lên được 15 phút, nhưng mà sau đó là họ tuột tuột mất luôn đó. Cho nên á, là cái gì cũng vậy, phải tập một cách từ từ đó. Hơn nữa các cái thiện pháp đó quý vị, nó giống như là có người nói cái chuyện tu á, nó giống như là ở trong một cái dòng sông đi ngược dòng, thì cái phawana này vốn dĩ là cái sự phát triển, cái đời sống tu tập của chúng ta đó, chỉ cần chúng ta không phát triển, nó không tiếp tục phát triển, nó tự nhiên chúng ta thụt lùi thôi. Dù cho chúng ta là một hành giả chứng thiền, dù cho chúng ta là một vị thiền sư, dù cho chúng ta là một vị tam tạng pháp sư đó, chỉ cần mà chúng ta không có tu tập, chúng ta không có vun bồi, không có phát triển những thiện pháp đó, là từ từ mình thụt lùi rồi đó là từ từ mình mất hết toàn bộ những cái công phu tu tập trước đây. Cho nên chỉ cần là phàm, có thể là ngày hôm nay anh tu rất là tốt, anh siêng năng tinh tấn, anh nỗ lực đó, anh vun bồi các thiện pháp, anh giữ giới, anh bố thí, anh hành thiền, anh tu tập ghê gớm lắm, nhưng mà chỉ cần anh bỏ lơi một tí thôi, anh bỏ lơi một tí thì nó còn đỡ, mình còn có thể quay lại cái chớn được, nhưng mà mình bỏ lơi, mình bỏ lơi hơi lâu rồi đó là tự nhiên bắt đầu mình lười, mình thụt lùi liền không có phát triển nữa, và càng lúc đó, mình càng thấy là mình càng lúc mình càng tệ hại. Hồi xưa đó mình siêng năng bao nhiêu thì bây giờ mình càng thụt lùi bấy nhiêu đó. Cho nên phải phát triển, phải chiến thắng chính mình. Chứ nếu như mình không phát triển á, không phát triển là tự nhiên thụt lùi, cho dù quý vị ở môi trường nào cũng vậy, dù là ở trong rừng hay là ở phố thị đó, không phát triển là mình sẽ thụt lùi, trong các thiện pháp cũng như thế ha. Rồi một cái thiện xảo tiếp theo đó là Bahuli Kamma, có nghĩa là làm thường xuyên. Kamma ở đây có nghĩa là làm, là hành động, chứ nó không phải là nghiệp nha. Kamma ở đây không phải là nghiệp, mà nó có nghĩa là làm, cái sự thực hành, cái sự làm thường xuyên đó. Làm thường xuyên các thiện pháp chúng ta phải làm thường thưa quý vị, bất kể là thiện pháp gì, bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, hồi hướng, tất cả các thiện pháp chúng ta phải làm thường. Tại vì nếu như chúng ta không làm thường á thì tự nhiên là mình lui sụp thôi. Đó. Sẽ lấy ví dụ như ban đầu á mình háo hức lắm,
mình hành thiền một cách tinh tấn, ngày nào cũng hành thiền hết trơn á, mình định sẵn cái giờ 7 giờ 9 giờ hành thiền, sẽ lấy ví dụ như vậy đó. Nhưng mà nếu như mà mình cứ thôi ngày hôm nay bận, thôi hôm nay chắc nghỉ, hoặc ngày hôm nay mệt thôi chứ hôm nay nghỉ đó, hoặc là hôm nay mình kẹt cái gì đó thôi nghỉ, cứ vậy nó không thường xuyên thì tự nhiên là nó lui sụp đó. Và nó lui sụp cho tới một cái mức độ nào đó là mình bỏ luôn tất cả các thể loại thiện pháp, bố thí cũng vậy, giữ giới cũng vậy, hành thiền cũng vậy, cung kính cũng vậy, phục vụ cũng vậy, tất cả các thể loại thiện pháp nếu như chúng ta không làm thường xuyên á, là tự nhiên là mình thụt lùi, mình lơi dần cho tới một cái giai đoạn nào đó là mình bỏ luôn. Và chính cái bỏ luôn đó là mình là người thiệt thòi. Tại sao vậy? Thiện pháp là của mình làm là mình hưởng, còn mình không làm thì mình không hưởng, đơn giản vậy thôi đó. Mà quý vị biết rồi, chúng ta sống là nhờ chúng ta hưởng những cái phước thiện, chúng ta sống hạnh phúc là nhờ chúng ta có phước thiện. Ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây đó, quý vị ngồi ở đây, quý vị không có bệnh nè, quý vị không phải bị những căn bệnh trầm kha, quý vị không bị những cơn đau đớn nó dằn vặt, quý vị không bị cái đói cái khát nó làm khổ, là bản thân quý vị đang hưởng cái phước thiện mà mình không để ý. Chứ nhiều người thưa quý vị, một ngày mà họ không đói là hạnh phúc đó, mà mình đang hưởng cái phước thiện mà mình không có ý thức được cái chuyện đó. Mà nếu như mà mình hết phước, mình không còn cái phước nữa, thì chúng ta bắt đầu chúng ta khổ. Cái con đường tu cũng vậy thôi, tại gia hay xuất gia, đời hay đạo, chúng ta không làm thiện nữa thì có nghĩa là chúng ta xài cái phước cũ mà chúng ta không tạo cái phước mới, cho tới khi chúng ta hết phước rồi là chúng ta khổ. Khổ lắm thưa quý vị. Cho nên á, ráng phải làm các cái phước thiện một cách thường xuyên, bởi vì làm thường á nó sẽ khiến cho mình tinh tấn. Sở dĩ á, mà sư mở những cái lớp như vậy, những cái lớp giáo lý như vậy, thưa quý vị á, một phần á, sư nghĩ tới quý vị chỉ nghĩ một phần nhỏ thôi, mà phần lớn á, là sư nghĩ cho sư. Tại vì khi mà cái thời gian qua đó, mà dịch bệnh mà mình nằm lì một nơi mà mình không làm gì hết trơn á, không có soạn kinh, rồi không có tu tập, rồi không có phát triển những thiện pháp, là tự nhiên mình lười à. Đó, thành ra đó phải làm cái gì đó để cho mình bận rộn. Bận rộn là bận rộn ở trong pháp, chứ không phải là bận rộn mà cái kiểu nằm chơi game, hoặc nằm luyện phim trưởng, hoặc là nằm mình làm này làm kia hết ngày hết giờ. Đó, mình tập cho mình bận rộn, mà bận rộn trong các thiện pháp. Nhờ như vậy đó mình có cơ hội mình mới phát triển được, mình không có bị rỉ sét. Ngay cả máy móc thưa quý vị, nó không, mình cứ nghĩ là máy móc, quý vị thử coi, một cái máy móc mà quý vị không có cho nó vận động thường xuyên, không có làm thường xuyên, tự nhiên nó hư à. Không, ví dụ máy móc mà mình nghĩ mình cho nó chạy hoài nó hư thì còn dễ hiểu, nhưng mà máy móc á mà mình không cho nó chạy á nó cũng hư nữa đó. Cũng vậy đó, các cái thiện pháp mà chúng ta không có làm thường á, chúng ta không có tập cho nó, chúng ta làm cách thường xuyên á, là tự nhiên chúng ta rỉ sét hết trơn đó, là tự nhiên là bắt đầu là mình lui sụp, rồi mình lười, rồi mình bỏ hồi nào không hay. Lúc đó thì đừng trách ai hết trơn, do mình trước. Nên. Rồi tiếp theo đó, một cái thiện xảo tiếp theo để mà gọi là không có sao lãng ở trong các cái thiện pháp đó, là gì? Atthana đó, có nghĩa là cái sự quyết tâm. Cái Atthana này đó, cái quyết tâm này nó còn là một trong 10 cái ba la mật của Phật giáo Nguyên Thủy đó. Có nghĩa là khi chúng ta đã quyết tâm chúng ta làm một cái thiện pháp gì rồi đó, thì dù cho trời có sập, hoặc là dù cho cái chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta cũng không có lui sụp, chúng ta không thay đổi đó. Chứ không phải là mình quyết định là ngày hôm nay là mình giữ giới bắt quan trai đó, ngày hôm nay mình giữ giới, nhưng mà tự nhiên cái nhận được cái thiệp mời đi đám cưới, hoặc là cái thiệp mời đi sinh nhật, hoặc là một cái cuộc gọi của một cái người nào đó đó, rồi rủ đi ăn nhậu gì đó, mình nghĩ thôi chắc tu hôm nào tu không được, thôi hôm nay nghỉ tu một bữa, hôm nay đi chơi đó.
thì đó là chúng ta không có quyết tâm. Quý vị biết Bồ Tát có những kiếp mà ngài, khi mà ngài thực hành cái sự quyết tâm Atithana Parami, là quyết tâm ba la mật, là dù cho ngài nói là cho dù cái ngài làm cái việc này đó, cái việc thiện này mà ngài phải rớt xuống cái hố lửa, hoặc là ngài bị hại, hoặc là ngài bị phải bỏ cái tánh mạng này đó, thì ngài vẫn không thay đổi. Mình thì không có cần phải tới cái mức độ đó, nhưng mà mình chỉ cần làm một chuyện là mình kiên trì với quyết tâm của mình. Ví dụ như mình quyết tâm là trong vòng 3 tháng là mình sẽ thuộc một bài kinh đó, thì trong 3 tháng đó là mình quyết tâm là dù cho chuyện gì xảy ra nữa mình vẫn phải học thuộc. Hoặc là mình quyết tâm là trong ngày hôm nay là mình sẽ bố thí cho 10 đối tượng đó, thì dù cho mình có khó khăn như thế nào nữa thì mình vẫn bố thí. Có lần sư chở tự nhiên ngày hôm đó, sư tính là đi đi từ ở Định Quán sư về Sài Gòn, nhưng mà định ở trong bụng thì không có nghĩa là mình thiền định ở trong bụng, mà có nghĩa là mình quyết định ở trong bụng mình á, là chở hai cái bao gạo lên một cái thiền viện ở ở đâu quên mất tiêu rồi ở đâu quên mất ở lên tới đó để cúng ở Bình Thuận rồi cúng dường đó. Thì khi mà chở hai cái bao gạo lên tới đó đó, quý vị biết là đi nó thử thách đủ bề hết trơn á. Hồi còn làm cư sĩ rồi, lúc đó chưa có vào chùa đâu, còn là cư sĩ, còn ở ngoài đời, lăn lộn ngoài đời đó. Đi với nó là đi, thứ nhất là đi lạc đường. Lúc đó, thời điểm đó hình như là cái bản đồ, ứng dụng bản đồ Google Maps đó, nó chưa có phổ biến như giờ. Rồi cũng chưa có cái gọi là 3G, 3G nó cũng chập chờn, lúc đó nó đang xài cái như là 2G kìa. Đó, thành ra là cũng không có xài được cái bản đồ nữa đó. Rồi đi thì lạc đường đã, rồi bắt đầu là bể bánh xe không có chỗ giá đó, bể bánh xe không có chỗ giá là lúc đó là phải thôi là chở hai cái bao gạo nặng mà, thì xuống xe xuống đi đoạn sau là thôi bỏ luôn, chơi luôn, có là leo lên xe mà chạy luôn. Mà quý vị biết là cái xe mà nó đã xì bánh rồi, nó chỉ còn chạy bằng cái niềng không đâu, mà mình chạy cái đó là nó phá hư xe hết đó. Chạy luôn, chạy để kiếm cái chỗ giá, mà rốt cuộc là cũng không có chỗ giá nữa, chỉ có chỗ bơm bánh xe thôi. Thì thôi mình ráng để cho họ bơm căng một đoạn đó, thì tranh thủ chạy trong lúc mà nó chưa kịp xì hết hơi thì ráng chạy đó. Rồi đã vậy là còn té xe đó, thì đi tới nơi nhưng mà vẫn quyết không có bỏ. Tại lúc đó mình nghĩ như thế này nè, những cái thử thách này đó, bản thân hai cái bao gạo này nó không đáng nhiều hết trơn á, mà chính vì những cái thử thách này đó, nó làm cho cái chuyện mình bố thí nó có giá trị, nó làm cho cái việc thiện của mình có giá trị. Chứ còn nếu như mà mình thuận lợi hết trơn á thì nó bình thường quá. Cũng vậy đó quý vị, khi mà chúng ta làm một cái thiện pháp nào mà mình quyết tâm á, thì nếu như mà mình có thử thách á, mà mình vượt qua những cái thử thách đó, thì cái sự quyết tâm làm những cái thiện pháp của chúng ta mới có giá trị, mới giá trị cao hơn. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta quyết định là chúng ta sẽ bố thí, thì cho dù là mình có bị như thế nào đi chăng nữa đó, mình có kẹt hoặc là như thế nào đi nữa, mình vẫn quyết định là mình bố thí. Hoặc ngày hôm nay chúng ta quyết định, chúng ta quyết tâm chúng ta giữ giới, thì cho dù là có cái gì đó nó hấp dẫn mình đến đâu đi chăng nữa thì mình vẫn quyết định mình giữ giới. Ngày hôm nay chúng ta quyết định chúng ta hành thiền, thì dù cho cái chuyện gì xảy ra đi nữa mình vẫn quyết định mình hành thiền đó. Thì cái lòng quyết tâm không thay đổi như vậy đó, bản thân nó chính là thiện pháp, và bản thân nó giúp cho các thiện pháp của chúng ta không có cái sự sao lãng. Và cái tiếp theo đó,
là anuyoga, có nghĩa là cái sự chuyên cần. Và cái cuối là cái appamada, appamada có nghĩa là cái sự không sao lãng. Thì hai cái này thì nó giống nhau và nó cũng gần ý với những cái ở trên, có nghĩa là khi mà chúng ta làm các cái thiện pháp đó, là mình không có sao lãng, mình liên tục, mình chuyên cần, mình nỗ lực, mình tinh tấn. Xin thưa với quý vị đó, làm biếng dễ lắm, làm các cái ác pháp, thậm chí sẽ nói nhiều ác pháp mà mình cũng phải nỗ lực, chứ không phải là tự nhiên mà mình làm được đâu quý vị. Mình muốn hưởng thụ đó, thì có khi là mình cũng phải siêng nhé đó. Ví dụ như là có khi là mình muốn xem một cái bộ phim ở ngoài rạp đó, thì mình cũng phải nỗ lực là mình chạy ra ngoài, tới rồi mình xếp hàng, rồi mình mua vé, rồi mình chờ tới giờ, mất bao nhiêu lâu đó chỉ để thưởng thức một cái bộ phim tiếng mấy 2 tiếng, hoặc chỉ để ăn một cái món ăn mà mình phải chờ đợi, rồi mình phải chuẩn bị, mình phải làm việc đủ thứ hết để mình có. Thì ngay cả những cái pháp gọi là hưởng thụ, những cái pháp hưởng dục ở thế gian đó, mà chúng ta còn phải nỗ lực, còn phải cố gắng, huống chi là những cái pháp thiện. Những cái pháp thiện đó mình lại càng cần phải nỗ lực, phải cố gắng hơn nữa đó. Nhiều vị, sẽ nói ví dụ nhiều vị đó vô chùa, thì ngay cả cái chuyện mà buổi sáng mà thức dậy sớm lên tụng kinh không phải ai cũng làm được đâu đó, được thời gian à đó, rồi xong là mình thua. Nhiều người đó, vô chùa nhiều lắm, hầu hết, xin nói hầu hết những ai mà đã từng vô chùa mà tập tu thời gian á, đều rơi vào một cái trạng thái là thiếu ngủ. Thiếu ngủ nó kinh khủng lắm quý vị, thiếu ngủ tới cái mức độ mà mình tranh thủ cái lúc nào đó 5 phút 10 phút là mình cũng chợp mắt được, là mình chợp mắt. Nhất là những chùa mà thuộc hệ phái Phật giáo Phát Triển á. Đó. Cái lịch trình mà tu tập rất là gắt gao, tới cái mức độ mà nói nhiều vị á, chui xuống dưới gầm giường á, trốn, trốn không ai thấy, tranh thủ chợp mắt tí xíu. Hoặc là thí dụ như là tranh thủ còn 5 phút 10 phút nữa là tới cái giờ gọi là cái giờ thọ trai, là có nghĩa là tới giờ cơm trưa á. Còn 5 phút 10 phút á cũng ráng kiếm cái chỗ nằm chợp mắt tí xíu, 5 phút 10 phút thôi. Đó. Cho nên á phải nói á, là cái chuyện tu á như gì, chuyện tu của bản thân nó không có đơn giản thế nào, nó phải cần cái sự nỗ lực ghê gớm lắm. Đó. Thì như vậy đó, cú xá lê xú thâm mê xú appamado cũng là không có sao lãng trong các thiện pháp, ngó vậy chứ không dễ. Thành ra nếu như mà chúng ta làm được cái chuyện đó đó, chúng ta làm được cái chuyện là không có sao lãng trong các thiện pháp đó, thì Đức Phật nói đó chính là cái điềm lành tối Và Đức Phật nói đó, cái chuyện trong một cái câu kinh Pháp Cú số 21 Đức Phật dạy gì? Cái việc mà không có phóng dật á là cái con đường bất tử. Còn cái con đường mà dễ vui phóng dật á thì nó là cái con đường đưa đến cái cõi tử. Cái người mà không phóng dật á là người bất tử. Có nghĩa là mình không phải chết. Còn cái người mà phóng dật á, mặc dù sống đó nhưng mà coi như mình tính như là cái người đã chết rồi đó. Và chúng ta qua tiếp cái tiếp theo, cái đoạn kệ tiếp theo. Gāravo ca nīvāto ca saṅkhuttī ca kataññutā kāle na dhammassavaṇaṁ etaṁ maṅgalamuttamaṁ. Đó là ngài chánh thân á, ngài dịch cái đoạn này là cái là sự cung kính, khiêm nhường, tự biết đủ và biết ơn, lắng nghe giáo pháp đúng thời điểm là điềm lành tối thượng. Thì mình đi qua cái ý đầu tiên là ga ra quá, có nghĩa là cái sự cung kính. Thì thưa quý vị đó,
Trong chú giải nói chúng ta có rất nhiều những đối tượng để chúng ta cung kính, nhưng mà những cái đối tượng mà đáng để mình cung kính nhất á, thì đó là ai? Đó là những cái vị thánh tăng, những cái vị thánh như là các bậc A-la-hán Thinh Văn, những cái vị A-la-hán Độc Giác và những vị A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác. Thì đó là cái sự cung kính cao thượng nhất mà chúng ta cần phải có, là cái đối tượng cao thượng nhất mà chúng ta cần phải cung kính. Xuống nữa đó là những cái bậc mà đáng để chúng ta kính trọng, như là thầy tổ. Có nghĩa thầy tổ ở đây đó có nghĩa là những cái vị thầy đã dạy dỗ chúng ta, cho chúng ta những kiến thức, cho chúng ta cái con đường tu tập. Quý vị biết là trong cái tạng luật á, thì cái quan hệ của cái người thầy đối với cái người đệ tử á, nó giống như quan hệ cha con vậy đó. Cái người thầy đó lúc nào cũng quan tâm tới đệ tử, và cái người đệ tử lúc nào cũng quan tâm tới người thầy. Rồi đến cái tiếp theo nữa là cái đối tượng tiếp theo đó là gì? Đó là cha mẹ của chúng ta. Cha mẹ là đối tượng để cho chúng ta cung kính. Và các cái bậc trưởng thượng ở trong gia đình, có nghĩa là những cái bậc lớn tuổi đó, cũng là đối tượng để chúng ta cung kính. Và anh chị em trong gia đình đó, thì cũng là đối tượng để chúng ta cung kính. Nhiều người đó quý vị, nhiều người đó họ cực đoan một cách không cần thiết. Cực đoan như thế nào? Họ nói là bây giờ ở nhà đó thì không có lo mà nuôi cha mẹ, cha mẹ không có lo mà đi ra đường gặp mấy ông sư, vô chùa gặp mấy ông sư rồi lễ lại hì hục. Thực tế là họ là những người cực đoan, mà họ không có hiểu. Họ không hiểu cái gì? Họ không hiểu là Đức Phật ấy, luôn luôn dạy chúng ta là có những cái đối tượng để chúng ta cung kính. Chúng ta cung kính được một đối tượng là chúng ta có phước của một đối tượng. Chúng ta cung kính được hai đối tượng là chúng ta có phước của hai đối tượng. Mà chúng ta không cung kính cái đối tượng nào trong số những đối tượng này á, là chúng ta tạo những cái ác nghiệp tương ứng như thế. Cho nên á, nếu như á, mà quý vị cung kính một cái vị thánh tăng, hoặc là quý vị cung kính Đức Phật, thì quý vị có cái phước của cái chuyện quý vị cung kính Đức Phật. Mà quý vị không có cung kính đối với cha mẹ, quý vị bất hiếu đối với cha mẹ, thì quý vị tạo cái nghiệp là quý vị bất hiếu đối với cha mẹ đó. Cho nên cái nghiệp nào ra nghiệp đó, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Chứ mình đừng có lấy cái lỗi này để mà mình bài xích những cái thiện pháp khác của người ta đó. Cái đó là chuyện không nên. Và tại sao đó, thì cái lý do thì ở trong những cái đoạn kinh trước là sư đã giải thích rồi. Lý do tại sao ta phải cung kính các cái vị thánh tăng, lý do tại sao mà chúng ta phải cung kính đối với cha mẹ, phải cung kính với các bậc trưởng thượng, phải cung kính với anh chị em trong gia đình, lý do chúng ta phải cung kính thầy tổ. Tại vì có một lần đó, Đức Phật giảng cho ông Hoàng Mahanama đó, thì Đức Phật nói dù cho chúng ta là người ở một cái địa vị nào ở trong xã hội đi chăng nữa đó, thì cái tài sản của chúng ta muốn tăng trưởng đó, chúng ta muốn tăng trưởng tài sản, thì chúng ta phải có được cái sự cung kính, tôn trọng, đảnh lễ và cúng dường đối với nhiều đối tượng. Nhiều đối tượng đó là những đối tượng nào? Thứ nhất là chúng ta phải cung kính đối với cha mẹ, phải tôn trọng đảnh lễ cha mẹ. Và cái quan trọng chúng ta phải cúng dường cha mẹ. Xin nói hoài, mình bỏ cái đối với những cái bậc mà mình kính trọng, bỏ cái chữ bố thí đi. Thậm chí mình bỏ cái chữ cho đi. Đừng có nói là mình cho cha mẹ cái này, mình cho cha mẹ cái kia. Bỏ chữ cho đi, mình thay một cái chữ cúng dường. Thứ nhất là nó đúng với đạo hơn. Tại sao Đức Phật dùng cái từ cúng dường đối với cha mẹ? Quý vị còn nhớ cái đoạn kệ trước: Mata Pitu Upatthanang,
Upatthana có nghĩa là cái sự cúng dường. Chứ Đức Phật không có dùng cái từ đa ná, có nghĩa là cái từ bố thí, không phải. Mà Ngài dùng cái từ cúng dường, tại vì cha mẹ là cái bậc đáng mình cúng dường. Khi quý vị dùng cái từ cúng dường á, thì sư tin là rất nhiều người chúng ta sẽ thay đổi cái thái độ của chúng ta đối với cha mẹ. Như vừa rồi đó, ở báo đài nó có đăng những cái đoạn mà rất là đau lòng, có nghĩa là có những người con á, mà đánh đập cha mẹ, có những người con mà hành xử tệ bạc đối với cha mẹ. Chỉ đơn giản là bây giờ cha mẹ già rồi, không còn khả năng tự sinh hoạt được nữa, không còn cái khả năng tạo ra được tài sản được nữa, không còn đem được cái lợi ích cho mình được nữa. Đó mà khiến cho những cái người con nó phải nhọc lòng chăm lo cho cha mẹ, khiến cho những người con đó là phải phục vụ cha mẹ, thì đối với nhiều người họ cho đó là gánh nặng. Và trong khi đó nhiều người đó, cha mẹ thì cũng nghèo, không có tài sản đó cho con, hoặc là tài sản chia không đều đó. Riết rồi con nó không có còn được cái sự tôn trọng, và họ hành hạ cha mẹ, chứ đơn giản là cha mẹ không có phản kháng được. Rồi bây giờ phản kháng thì cái lòng cha mẹ mà quý vị nó không giống như cái người bình thường. Ví dụ như người người ngoài á, người ta cư xử tệ bạc với mình á, mình có thể mình thưa kiện, hoặc là mình có thể mình nhờ người này người kia để mà giúp đỡ. Chứ còn cha mẹ nào mà đi thưa con để mà cho con đi vô tù. Cho nên nhiều bậc cha mẹ bị con đối xử tệ bạc, bị đuổi ra khỏi nhà đó, bị sống cuộc đời cù bơ cù bất, trong khi con nó sung ăn sung mặc sướng, nó không có chút xíu nào để mà nó phục vụ cha mẹ, không chút xíu nào nó cung kính cha mẹ nữa. Nhưng mà cha mẹ thì vẫn cứ là cha mẹ thôi đó, nước mắt chảy xuống đó. Cho nên Đức Phật nói các bậc cha mẹ là những cái đối tượng đáng để cho chúng ta phải cung kính, tôn trọng, đảnh lễ và cúng dường. Nếu mà quý vị nghĩ là muốn tốt cho quý vị đó, ngay cả khi á, xin nói ngay cả khi mà cha mẹ không còn khả năng làm việc được nữa, phải phụ thuộc vào chúng ta đó, mà xin nói nếu như mà chúng ta muốn tạo phước, muốn làm phước á, chúng ta làm phước đối với cha mẹ chúng ta, phước nó nhiều, rất là nhiều. Sư không hề có ý so sánh, không hề có ý so sánh để mà nhiều người họ vịnh vào đó, họ nói là có nghĩa là ông sư Hành Tuệ nói là cúng lo mình lo cha mẹ đi đó, lo cha mẹ xong rồi hẳn đi ra ngoài lo cho người khác, hẳn đi ra ngoài mình bố thí, hẳn đi ra ngoài mà mình hẳn đi tới chùa, hẳn đi tới gặp mấy ông sư, hoặc là hẳn đi mà làm từ thiện. Sư không nói chuyện đó, cái nào ra cái đó. Quý vị làm phước nào quý vị hưởng cái phước đó, quý vị cung kính cha mẹ quý vị được hưởng cái phước cung kính cha mẹ, quý vị cung kính người ngoài quý vị được hưởng cái phước cung kính người ngoài. Chứ sư không hề có ý định là nếu mà không làm được cái này thì đừng làm cái kia, sư không bao giờ sư nói vậy ha. Làm được cái nào có phước cái đó. Cái đối tượng tiếp theo là cung kính đối với vợ con đó. Cung kính đây có nghĩa là gì? Cung kính đây không có nghĩa là mình đội lên đầu. Có lần mà mình có lần mà sư thấy có có anh bạn anh chụp cái tấm hình, anh chụp cái tấm hình mà anh để cái cô vợ á đứng ở trên đầu ảnh á, thì sư mới nói vui, có nghĩa là thôi là đạt được cái cấp độ là trường sinh bất tử rồi đó, có nghĩa là nể vợ sống lâu mà đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử đó, tức là anh đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử rồi. Nói thì nói vui vậy thôi, chứ còn khi mà nói tới vợ con á, mình cái từ cung kính ở đây nên hiểu là mình có sự tôn trọng, có sự tôn trọng đối với người bạn đời của chúng ta, có sự tôn trọng đối với con cái của chúng ta đó, gọi là phu phụ tương đãi thì tương kính như tân, có nghĩa là vợ chồng đối với nhau thì vẫn kính nhau như là cái ngày đầu. Rồi với con cái cũng vậy á, nhiều người họ có thể suy nghĩ là con tôi đẻ ra tôi muốn làm sao tôi làm, nhưng mà thực tế không nên vậy. Chúng ta vẫn có cái sự tôn trọng đối với con. Tôn trọng đây là gì? Tôn trọng đối với cái suy nghĩ của nó, tôn trọng đối với cái quyết định của nó, tôn trọng với cái cách sống của nó. Mà đương nhiên á, làm bậc cha mẹ thì còn có cái nghĩa vụ là nếu như mà con nó sai á thì mình phải cho nó biết là nó sai.
Tôn trọng đây không có nghĩa là mình thả rông, không có nghĩa là mình thả nổi, mà tôn trọng đây là hiểu được nó, cái sự khác biệt của nó, nhưng mà vẫn quan sát nó, chỉ cho nó cái gì đúng cái gì sai đó. Rồi tiếp nữa đó, là đối với tôn trọng luôn cả đối với những cái người phục vụ, những cái người làm công đó, và luôn cả gia đình của họ. Quý vị thấy Đức Phật là một người, phải nói là một cái chúng sinh mà vượt lên trên tất cả các cái hạng chúng sanh đó. Tại sao vậy? Bởi vì đó ngài nói theo cách như bây giờ đó là ngài đưa lên được một cái quan điểm là vượt ra khỏi những cái lề thối giai cấp thường đó. Ngay cả bây giờ mình cứ thấy là cái người mà làm công cho mình á, người làm công cho mình, đừng nói ở đợ thì thời nay chắc ở đợ cũng hiếm, mà thường những người làm công hoặc là những người phục vụ cho mình á, nói gì thì nói nhưng mình cũng có cái tâm lý là mình cao hơn họ, khó mà mình đưa lên ra cái sự cung kính hoặc cái sự tôn trọng họ lắm, khó lắm. Nhưng mà Đức Phật nói ngay cả những người làm công cho mình á và gia đình của họ, là vợ con của họ đó, thì chúng ta vẫn cần phải cung kính tôn trọng đó. Rồi cho đến nữa là đến hàng xóm của chúng ta, đến nữa là những cái đối tác của chúng ta, có nghĩa là những cái đối tượng mà chúng ta làm ăn á, thì cũng cần phải có cái sự tôn trọng lẫn nhau đó. Thành ra quý vị thấy là cái pháp của Đức Phật không chỉ dành cho cái người tu sĩ đưa đến cái sự giải thoát, mà dành luôn cho cả cư sĩ quý vị. Khi mà chúng ta hành theo những cái pháp này đó, là tự nhiên chúng ta hạnh phúc thôi đó. Thì đó là những cái loài người mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Rồi ngoài ra đó thì còn đến cả chư thiên, những cái hàng mà chư thiên mà nhận lãnh những cái vật mà cúng lễ, và cuối cùng là đến những cái bậc cao thượng như là Sa môn, Bà la môn. Cái Bà la môn đây đó Đức Phật nói tới không phải là cái kiểu Bà la môn như bây giờ mình hiểu đâu, mà Bà la môn theo cái kiểu rốt ráo đó, có nghĩa là một cái vị thánh hoặc là một cái vị mà tương đương với Phạm Thiên ở cõi người đó. Rồi Sa môn á thì cũng không đơn giản là chỉ nói đến những ông thầy tu đó. Cái Sa môn mà theo cái ý nghĩa mà Đức Phật nói đó, đó là gì? Đó là những cái người, thứ nhất là những cái người tu tập, mà tu tập có lý tưởng chứ không chỉ đơn giản là cạo đầu đắp y. Mà ở đây Đức Phật nói một người mà sở dĩ được gọi là một cái vị Sa môn thì đương nhiên lý tưởng nhất đó chính là các cái bốn cái hạng thánh nhân đó: sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Nhưng mà lý tưởng thấp hơn tí đó, thì đó là những cái vị phàm nhưng mà có sự nỗ lực, có sự nỗ lực, có lý tưởng hướng đến cái sự giải thoát. Chứ còn nếu như mà mình chỉ cạo đầu đắp y không thôi đó, mà mình không có tu hành gì ráo chổi trơn á, thì chỉ đơn giản là mình sống phí, hít thở là nó phí không khí, mà ăn uống nó phí đồ ăn, vậy đơn giản vậy thôi. Tu ngay cả tu sĩ Đức Phật đề nghị vẫn để mà gọi là đạt cái chỉ tiêu của ngài đó, là phải là người có sự tu tập, có lý tưởng hướng đến sơ quả Tu Đà Hoàn, hướng đến nhị quả Tu Đà Hoàn, hướng đến tam quả A Na Hàm, hướng đến tứ quả A La Hán, hướng đến quả vị độc giác, hướng đến quả vị chánh đẳng chánh giác. Thì đó mới là một vị phàm để gọi lọt vào được cái Phật nhãn của Đức Thế Tôn, để gọi đó là một cái vị sa môn. Trong một cái này thì nó liên quan cái bài kinh này, thì Đức Phật nói về chư tăng là nhiều, còn nói về quý vị thì nó cũng có dính dáng một phần. Bài kinh A Nan Ganasutta, Đức Phật nói có những người đó họ muốn là người khác phải cung kính ta, phải nể trọng ta đó, phải phải lễ bái mình á, phải cúng dường mình, phải cho mình này cho mình kia,
chứ đừng có đem mà đi mà cung kính người khác, đừng có đi mà tôn trọng người khác, đừng có đi mà lễ bái người khác, đừng có đi mà cúng dường người khác. Thì nếu như mà chúng ta nghĩ như vậy, Đức Phật nói cái khi mà chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta nghĩ là chúng ta là người đáng để người ta trọng vọng, đáng để cho người ta cung kính, thì khi không được như vậy là chúng ta phiền não, khi không được như vậy là chúng ta đau khổ. Quý vị thấy là có những ngành nghề, ngay cả trong xã hội cũng vậy thôi, có những ngành nghề đó mà người ta sống dựa vào cái danh tiếng đó, thì họ muốn là họ phải có được cái địa vị trong xã hội, và cái địa vị của họ là họ muốn người ta phải cung kính, nói ra muốn người ta phải nể. Và chính vì vậy đó mới có chuyện là thời nay giáo sư tiến sĩ nhiều lắm, ở tí xíu là phong hàm hết trơn, phong hàm giáo sư tiến sĩ, mà toàn là cái kiểu trang trí cho có đó, có nghĩa là cái giấy đó đó là nó không có chất lượng. Mà chính vì vậy nó làm cho những cái vị mà giáo sư tiến sĩ thứ thiệt á, người ta cũng đánh đồng, thì nó uổng. Tại sao? Mà tại sao là mình phải đi mình mua bằng, mình phải đi mình kiếm một cái bằng gì đó để mà mình có được cái danh hiệu giáo sư tiến sĩ ở đằng trước cái tên, để làm chi vậy? Thứ nhất để cho nó oai, để cho người ta nhìn vào, người ta cung kính, người ta tôn trọng. Mà mình muốn những cái danh hảo đó, thì mình bắt đầu là mình chạy đây chạy đó để mình có được những cái đó. Mà Đức Phật nói khi mà mình có cái suy nghĩ như vậy đó, mình muốn người ta phải cung kính mình muốn người ta phải tôn trọng mình, mà khi mà không được như vậy đó là mình đau khổ. Hoặc là khi mình muốn người ta cung kính mình, người ta tôn trọng mình, chứ đừng có cung kính người khác, đừng có tôn trọng người khác, mà không được vậy là mình đau khổ. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật nói là giống như một cái người mà đem một cái bát đẹp, thiệt là đẹp, nhưng mà ở trong đựng toàn cái đồ dơ không à. Thì khi mà có người họ tới, họ thấy ôi anh có cái bát đẹp quá, anh đựng cái gì ở trong đó vậy? Thì khi họ mở ra đó thì người ta thấy là toàn cái đồ dơ ở trong không. Thì cái đồ dơ đây là cái đồ để mà ăn á, cái bát đựng đồ ăn, họ thấy là toàn những cái đồ dơ bẩn trống. Thì Đức Phật nói khi mà người ta nhìn vô những cái đồ dơ trong cái bát đó, dù là cái bát quý đi nữa, mà người ta nhìn vô thấy toàn là đồ dơ đó, thì họ nhòm gớm. Ngay cả mà nó Đức Phật nói là ngay cả cái người đói còn không muốn ăn nữa, chứ đừng có nói là người no đó. Cho nên cũng vậy, khi mà chúng ta muốn được người khác cung kính, muốn được người khác nể trọng, muốn được những cái địa vị này nọ trong xã hội đó, mà khi mà người ta nhìn vào chính mình đó, thấy mình không có xứng đáng, rõ ràng mình bất xứng, mình là cái người không có được cái thành tựu trong xã hội, mình là một cái người là không có trí tuệ, mình là người không có đức hạnh, mình là người không có tài năng, mình là người bất tài vô dụng, mà mình cứ đòi leo lên những cái vị trí này vị trí kia để mà mình mong muốn người ta được cung kính, thì xin thưa là người ta không có cung kính mình đâu. Đó, tại sao? Tại vì người ta thấy được những cái dơ bẩn trong chính mình, thấy được những cái cấu uế của mình, cho nên là người ta không có cung kính mình. Thành ra đó, khi mà chúng ta muốn người khác cung kính, muốn người khác tôn trọng á, thì chúng ta phải xem coi bản thân mình có được cái giá trị để người ta cung kính, người ta tôn trọng hay không. Khi mình không có được những cái giá trị đó thì thôi tốt nhất đừng có mong. Chứ còn nếu mình mong mà không được á, là mình khổ. Mà thậm chí khi mà người ta nhìn vào mình á, người ta thấy mình không xứng đáng như vậy đó, thì người ta còn coi thường mình nữa. Đó. Mà Đức Phật nói những người mà mang những cái tính chất nào thì gọi là những người hạ liệt, mà những người đó đó đừng có trông mong người khác phải cung kính mình, phải tôn trọng mình, phải đảnh lễ mình, phải cho mình này kia. Đó những người như thế nào? Thứ nhất Đức Phật nói cái này là trong cái bài kinh là Nappiyasutta. Đức Phật nói những người này là người ưa thích những cái chuyện mà kiện tụng đó,
chứ không có thích là tranh luận, chứ không có ưa thích là giữ im lặng. Không có ưa thích là cái chuyện mà không có tranh luận, họ cứ ưa thích là họ kiện tụng người này kiện tụng người kia, tranh luận người này tranh tụng tụng với người kia. Thì những cái người đó đừng có trông mong người ta phải cung kính mình, người ta phải đảnh lễ mình. Rồi cái hạng người thứ hai đó là cái hạng người mà không có thích cái chuyện mà học hỏi, và họ không có tán thán, không có khen ngợi những cái người thì mà học hỏi đó. Thì những người đó thì họ cũng đừng có trông mong cái chuyện mà người khác cung kính mình, tại vì sao, mình dốt quá mà mình không ưa thích học tập, mà mình cũng không có tán thán cái chuyện mà học tập đó. Rồi cái hạng thứ ba đó là gì, đó là cái hạng á mà bị lôi kéo bởi những cái tham dục thấp kém, mà họ đề cao cái chuyện hưởng thụ, họ không có đề cao cái chuyện là ly dục, họ không có đề cao cái chuyện là nhiếp phục những cái ác dục đó. Rồi đò họ là những cái người mà dễ nóng giận đó, và họ không có thích những cái người mà cố gắng để mà khắc phục được cái chuyện nóng giận đó. Rồi họ là những cái người mà thích đâm thọc người này đâm thọc người kia, gièm pha người này gièm pha người kia đó. Rồi họ là những cái người lừa đảo, họ là những người mà mang cá, họ là những người mà không có theo chánh pháp, họ là những người mà không có tu tập thiền định, họ là những người mà không tiếp đón những cái vị mà lúc Phật gọi là đồng phạm hạnh với mình. Thì Đức Phật nói là trong cái bài kinh Nappi Yasutta đó, thì Đức Phật nói những người như vậy đó, khi mà bản thân mình có những cái cấu uế, có những cái dơ bẩn như vậy, thì thôi đừng có trông mong, đừng có trông mong người khác là sẽ cung kính mình, phải tôn trọng mình, phải đảnh lễ mình, phải cho mình nãy kia, đừng có trông mong. Tại sao vậy? Bởi vì những người mà có trí á, họ nhìn thấy những cái bất thiện của bản thân mình, cho nên là họ không có cách chi mà họ cung kính mình được hết trơn. Có những cái vị thầy mà nói với sư, cái người mà thông minh á, nói vậy chứ còn khó thấy, khó thấy khó biết, chứ còn cái người dốt á, dễ thấy lắm. Nếu mà họ giấu họ không cho ai biết thôi, chứ còn một khi mà họ show ra rồi đó, thì cái cách của một cái kẻ dốt, cách của một kẻ ngu á, nó nhìn vô ta dễ thấy lắm. Thành ra đó, khi mà nói tới người đó, thì đó là những có những cái đối tượng đáng để cho mình cung kính. Mà nói về mình á, muốn được người khác cung kính á, thì mình phải xem là mình có xứng đáng hay không. Trong cái Milinda vấn đạo á, thì ngài Nagasena ngài nói đó, một người cung kính người khác, cung kính một cái chúng sanh khác, họ cung kính chỉ bởi vì họ cung kính theo pháp, chứ họ không cung kính nó bởi vì để họ hưởng thụ những cái lợi lộc, hoặc để họ được tôn vinh, hoặc để họ được danh tiếng, để đảnh lễ, để cúng dường, và thậm chí là vì nguyên nhân mạng sống họ cũng không vì những lý do đó mà họ phải cung kính người nọ người kia. Cho nên nó có nhiều người đó, họ nói là thôi bây giờ mình cứ luồn cuối, mình cứ sống mà mình luồn cuối với người này người kia để chi, để mà mình được, tới khi mà mình có cái việc mình cậy nhờ á thì nó cũng đơn giản. Nhưng mà Đức Phật á, nó Đức Phật nói chúng ta phải phân biệt cho rõ cái sự cung kính và cái sự luồn cuối nó khác nhau ghê lắm. Cung kính đây là chúng ta cung kính với những cái người, những cái đối tượng mà đáng để chúng ta tôn trọng. Còn những đối với những cái đối tượng mà nó không đáng để chúng ta tôn trọng á, thì mình không có lý do gì để mà mình phải luồn cuối đối với họ chứ. Quý vị phải phân biệt rõ. Muốn cung kính một ai đó thì phải xem coi là cái đối tượng đó có đáng để chúng ta cung kính hay không. Chứ không phải mình bạ ai mình cũng cung kính. Tôn trọng thì đương nhiên phải tôn trọng, ai cũng cũng nên tôn trọng hết, mình không có lý do gì để mà mình sỉ nhục, mình phỉ báng, mình hạ bệ người khác. Nhưng mà để gọi là cung kính á,
Quý vị có còn nhớ là cái hai cái câu đầu tiên? Ase quá na cha ba la năng pan đi ta năng cha se quá na. U cha cha bu cha ni ya năng. Ê tầng măng ga la mút ta măng. Có người mình phải phân biệt được chứ, phân biệt được đâu là cái người đáng để mình cung kính mình đảnh lễ, còn đâu là cái người không có đáng để mình cung kính không có đảnh lễ. Mà trong Tăng Chi Bộ Kinh á, trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Phật nói có hai cái pháp mà đưa chúng sanh đi địa ngục, đó là gì? Cái người á mà không có đáng để chúng ta cung kính á, mà chúng ta lại đi chúng ta cung kính. Mình cứ nghĩ là thì mình có cung kính ai thì cũng được, nhưng mà không, Đức Phật nói khi chúng ta cung kính cái đối tượng mà không có đáng cung kính là chúng ta đi địa ngục. Mà khi cái đối tượng mà đáng để chúng ta cung kính mà mình không cung kính mình cũng đi địa ngục. Đó. Thành ra Đức Phật nói trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói đó là hai pháp mà đưa chúng sanh đi địa ngục. Cho nên đừng có cung kính mà cung kính một cách không có suy nghĩ, cung kính một cách không có suy tư thì không nên. Tôn trọng thì có thể mình tôn trọng họ. Ngay cả một cái người làm ác thì mình cũng tôn trọng họ, có nghĩa là anh có nghiệp của anh, tôi có nghiệp của tôi. Nhưng mà không có nghĩa là tôi phải cung kính anh, không nghĩa là tôi phải đảnh lễ anh. Tại vì sao? Bởi vì anh không phải đối tượng đáng để tôi cung kính. Đó. Thì vì thế là khi mà học đạo chúng ta mới vỡ lẽ ra, chứ không phải là mình cứ nghĩ là cung kính là thôi, là mình cứ gặp ai bạ ai mình cũng cung kính. Xin lỗi, nếu mà bạ ai cũng cung kính, đối với một cái đối tượng nào cũng cung kính, sao mình không gặp một cái con vật nuôi trong nhà mình đi mình quỳ mình lại nó đi cung kính? Không phải vậy, phải là đối tượng đáng để cung kính thì mình mới cung kính. Có nghĩa là làm bất kỳ một cái chuyện gì Đức Phật cũng đề nghị chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy xét đó, chứ không phải bả ai cũng lạy đó. Rồi trong một cái ký sự về, trong cái thánh nhân ký sự á, thì ký sự về trưởng lão là Bô Thí Quan Đắc Cá, thì trưởng lão á, kể như thế này. Trong một cái kiếp mà quá khứ, cái kiếp mà thời Đức Phật Toàn Giác Vipassi đó, thì ngài mặc dù lúc đó là không có còn Đức Phật nữa, Đức Phật là không còn nữa, không có đó, thì ngài đảnh lễ cái cội Bồ Đề, cái cội Bồ Đề như là ngài đang đảnh lễ chính Đức Phật Vipassi. Ngài đảnh lễ với toàn bộ cái lòng thành kính. Thì trưởng lão nói thì kể từ cái kiếp đó đó, trong suốt 91 kiếp là không biết tới khổ cảnh, không biết tới khổ cảnh, và đó là cái quả báo của chỉ riêng cái việc đảnh lễ cội Bồ Đề. Cho nên á, phải nói có những cái buổi sáng hôm nay đó, buổi sáng hôm nay mà sư thấy có những cái anh mà chạy taxi mà vào chùa thì có, thì đương nhiên là chùa đâu có hẹp hòi ba cái nước xài sinh hoạt gì với mấy ảnh, nhưng mà sư thấy uổng, uổng là uổng vậy. Mà anh đi ra đi vô á, đi ngang qua cội Bồ Đề, đi ngang qua tượng Phật, không dừng lại đảnh lễ một cái, không có cần phải đảnh lễ mấy ông sư. Mấy ông sư có khi là nghĩ mấy ông sư tu hành không biết được gì, thành ra không có cần đảnh lễ mấy ông sư. Nhưng mà mình đi ngang qua tượng Phật, đi ngang qua cái cội Bồ Đề á, mình dừng lại mình chắp tay mình xá chào một cái, bản thân nó cũng là cái phước cung kính đó quý vị đó. Tại sao mà trưởng lão Bô Thí Quan Đắc Cá đó, ngài chỉ đảnh lễ cội Bồ Đề với toàn bộ tấm lòng thành kính như đảnh lễ bản thân Đức Thế Tôn, mà suốt 91 kiếp ngài không biết tới khổ cảnh. Vậy đó mà mình á, sanh ra trong thời này biết cái chuyện đó mà mình đi ngang qua tượng Phật mình chất quốc à, mình đi ngang qua cội Bồ Đề mình chất quốc à, thì nó uổng á, uổng. Cho nên cái pháp cung kính là một cái thiện pháp mà chỉ cần là mình có thôi, mình cung kính thì phải nói là cái phước, nói theo cái kiểu Phật giáo phát triển là phước sanh vô lượng đó. Ừ. Và quý vị biết là trưởng lão Bô Thí Quan Đắc Cá đó là một cái vị A-la-hán
có 4 tuệ phân tích, 4 tuệ phân tích, 8 thắng trí, 8 pháp giải thoát, 8 giải thoát và 6 thắng trí. Nhờ cái sự thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật thì đương nhiên á, cái chuyện mà ngài có được 4 4 tuệ phân tích và 6 cái thắng trí á, thì do ngài thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn, nhưng mà nó cũng nhờ cái sự ảnh hưởng của cái phước quá khứ, có nghĩa là cái phước quá khứ ngài đã từng đảnh lễ cội Bồ đề đó, thì đời nay khi mà ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán đó, thì ngài cũng là một cái vị chứng đắc mình gọi là cái hàng xịn đó, chứ không phải là A-la-hán, A-la-hán thông thường. Tại vì A-la-hán cũng có phân ra, thì có vị A-la-hán mà lục thông, nhưng mà có vị A-la-hán không có được lục thông. Có vị A-la-hán có 4 tuệ phân tích, mà cũng có vị A-la-hán không có 4 tuệ phân tích. Đó. Cho nên ngay cả bản thân A-la-hán là cũng có vị A-la-hán là vượt trội hơn về cái tuệ và những cái sở chứng sở đắc. Tiếp theo đó, chúng ta qua cái tiếp theo, đó là cái Niwato, có nghĩa là cái sự khiêm nhường. Thì thưa quý vị, để mà nói là cái sự khiêm nhường á, thì nó phải là cái sự khiêm tốn xuất phát từ chính cái nội tâm đó, chứ không phải là mình khiêm tốn một cách giả tạo, nó không phải. Mà cái sự khiêm tốn đó nó phải xuất phát từ chính nội tâm của mình. Bằng cái gì? Bằng cái lòng hoan hỷ trong mọi trường hợp. Để chi? Để bỏ đi cái sự cao ngạo và bỏ đi cái sự kiêu căng của mình. Phải nói đó, là những cái vị thầy của sư đó, dạy sư như thế này, ai cũng có cái ngã trơn. Nó có nghĩa là ai cũng có cái sự kiêu căng, sự ngạo mạn của mình hết á. Là cư sĩ thì có cái kiêu căng, cái ngạo mạn của người cư sĩ. Vào chùa thì có cái kiêu căng ngạo mạn của cái chuyện mình vào chùa. Giữ được tý giới là có cái sự kiêu căng ngạo mạn của chuyện mình giữ giới. Bố thí đựng chút là mình có được cái sự kiêu căng ngạo mạn của cái chuyện mình bố thí. Đó. Rồi làm giới tử á, thì có cái sự kiêu căng ngạo mạn của giới tử. Làm sa di á, thì có kiêu căng ngạo mạn của sa di. Làm tỳ kheo á, có cái sự kiêu căng ngạo mạn của tỳ kheo. Mà lên tới thượng tọa đó là có kiêu căng ngạo mạn của thượng tọa, lên tới hòa thượng là có kiêu căng ngạo mạn của hòa thượng. Cái này không phải sư nói nha, cái này thầy sư nói chứ, để mất công nghe lôi sư ra. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình tu như thế nào đó thì cái bản ngã đó, nếu mình không khéo đó, nó cũng lên một cái cấp độ tương ứng. Sư nói ngay cả cái chuyện mà người ta tôn trọng mình, người ta cung kính mình đó, ban đầu thì có thể mình thấy ngại, nhưng mà sau mình thấy thường. Mà khi mình đã thấy thường rồi, tới hồi mà không có mình thấy thiếu. Giống như nếu mà quý vị mà làm lớn, làm những cái chức có, mình gọi là có chức có vụ á, thì quý vị sẽ thấy cái này nhiều. Có thể là ban đầu người ta đi mình lúc nào cũng là một cái tâm điểm. Ví dụ như người ta lúc nào người ta cũng chào hỏi mình, chào hỏi không thôi, không nói cái gì mà cao cấp hơn, người ta chào hỏi thôi. Mà tới lúc nào đó cái người ta không chào hỏi thì tự nhiên mình thấy thiếu. Hoặc đi tới đâu đó người ta không chào hỏi là mình cảm giác là người ta đang coi thường mình, người ta không có coi trọng mình. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải học. Học cái gì? Niwato, học cái sự khiêm nhường. Khi mà chúng ta khiêm nhường như vậy đó, thì tự nhiên một cách từ từ, một cách từ tốn, mình bỏ đi được cái sự kiêu ngạo, mình bỏ đi cái sự kiêu căng. Phải nói chúng ta cứ nói là vô ngã gì, chứ chúng ta không, đôi khi chúng ta không có ý thức được là cái chuyện hành như thế nào để mà bỏ đi cái sự vô ngã, để mà thực chứng được cái sự vô ngã. Tại vì cứ đụng tới là ngã, đụng tới là cái ngã của mình một đống vậy đó, thì hỏi vô ngã kiểu gì? Thì thưa quý vị, đó có nhiều cách, đó có nhiều cách. Thì một trong những cái cách đó, đó là chúng ta học cái sự khiêm nhường.
cứ khiêm nhường đi, khiêm nhường chứ không phải là tự ti nha, khiêm nhường thì nó là một cách để mà nó giảm thiểu cái bản ngã của chúng ta đó. Ừ, trong chú giải nói nó cũng giống như á, giống như á, là một chút phân á, khi chúng ta dặm phải, khi chúng ta đi chúng ta đạp phải một cái một ít phân, hoặc là khi mà phân nó dính vào trong quần áo của chúng ta đó, thì dù là một chút xíu thì nó cũng đáng để ghê tởm. Cũng như tự nghĩ ví dụ mà một chút xíu thôi nó dính vào quần áo của mình nó ớm chết luôn đó, thì một chút xíu phân nó dính vào quần áo cũng đáng để cho chúng ta ghê tởm. Thì cũng vậy đó, một chút cái sự kiêu căng ngạo mạn nó cũng đáng để chúng ta bỏ đi, nó cũng đáng để chúng ta ghê tởm y chang như vậy. Ờ, phải nói là khi mà sư đang thuyết pháp, đang giảng kinh, thì bản thân khi mà sư giảng cho quý vị cũng là một cách để mà tự răn dạy chính bản thân mình, để nhắc lại những cái lời Phật dạy. Chứ còn phải nói là nếu mà bình thường không có những cái lớp mà giáo lý, có khi là mình cũng ít tiếp xúc đến những cái đoạn kinh điển thâm sâu, ít khi mình phân tích nhiều hơn đó. Cho nên khi mà mình đọc lại những cái đoạn kinh đó thì cũng là một cách để mà nhắc lại lời Đức Phật đã răn dạy chính mình đó. Đức Phật dạy gì? Một chút xíu phân á, khi mà dẫm phải đó, hoặc là khi mà nó dính vào trong quần áo, nó cũng là đáng để mà mình ghê tởm. Cũng vậy, một chút xíu cái sự ngạo mạn, một chút xíu cái sự tự cao, một chút xíu cái sự kiêu căng, nó cũng đáng để cho mình ghê tởm. Hoặc là Đức Phật nói, hãy sống như là một con bò mà bị cưa mất sừng, hãy sống như một con rắn mà bị nhổ mất răng nanh đó. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta không có được cái vũ khí, không có được cái sức mạnh để mà mình dựa vào để mình làm hại người khác á, thì tự nhiên mình sẽ trở nên một cái con người nó mềm mỏng. Và chính nhờ chúng ta mềm mỏng như vậy đó, thì chúng ta sẽ có được cái sự an lạc. Do đó, đó những cái bậc thiền trí đó, thì các vị đã sống một cách khiêm tốn, không có ngạo mạn. Và nhờ như vậy đó, các vị đó mới gặt hái được những cái thanh danh. Thanh danh, sư thích cái từ thanh danh. Thanh có nghĩa là tốt, có nghĩa là trong sạch, có nghĩa là cao thượng. Thanh danh có nghĩa là cái tiếng tốt. Mà phải nói nếu mà mình chỉ dùng cái từ tiếng tốt á, thì nó không có diễn tả hết được ý nghĩa của cái từ này đó. Thành ra cái từ thanh danh là một cái từ rất là hay, một cái từ Hán Việt rất là hay đó. Thì cái bậc hiền trí đó, khi mà sống khiêm tốn, không có ngạo mạn, thì như vậy thì các ngài, mặc dù các ngài không có chủ ý, không có chủ ý, không có chủ đích, nhưng mà các ngài vẫn có được những cái thanh danh. Giống như trưởng lão Ananda đó, có nghĩa là ngài Ananda của chúng ta đó, trong kiếp quá khứ vào cái thời Đức Phật Pandumuttara đó, khi mà lúc đó là ngài đang đi trên một con voi, đang cưỡi voi, thì xung quanh là có những người mà cầm lọng mà che cho ngài. Thì có nghĩa là ngài là một cái người là quyền quý ghê lắm. Thì khi ngài thấy Đức Phật Pandumuttara, ngài ngay lập tức ngài đi xuống voi, ngài xuống, ngài cầm cái lọng và ngài che cho Đức Thế Tôn đó. Cho nên sư nói cái này thì nói nó liên quan, nó liên quan, nó không có ngoại lề đâu quý vị. Chúng ta đó vào chùa, đôi chỗ có để cái bảng là vui lòng nơi tôn nghiêm, vui lòng xuống xe, thì có khi chúng ta xuống, nhưng mà có khi á, mình cứ chạy xe thẳng vô chùa. Ờ, xin thưa với quý vị, bản thân cái chuyện mà chúng ta chạy xe vô chùa nó là một cái lỗi quý vị. Nó là cái lỗi, tại sao? Chúng ta thiếu đi cái sự cung kính, thiếu được cái sự khiêm nhường. Mình phải có cái sự ngạo mạn như thế nào đó thì mình mới chạy xe vào cái sân chùa. Thành ra cái chuyện đó là chuyện không nên. Xuống xe, ngay cái chuyện mà xuống xe đó, xuống xe mà mình dẫn bộ vào đó, thì đương nhiên là nếu mà quý vị đi cái xe 4 chỗ á,
mà quý vị có thể dừng lại trước cổng chùa mà quý vị đi bộ vào, thì nó là cái điều hết sức đáng quý đó. Tại vì sao? Cái này là sự căn cứ, sự căn cứ trên kinh điển. Có nghĩa là ngài Ananda kiếp quá khứ, khi mà ngài thấy Đức Thế Tôn như vậy, ngài ngay lập tức là ngài đi xuống. Ngài không có chuyện mà ngài ngồi xe, ngồi ngựa, ngồi voi, cưỡi con này con kia, không có. Ngài đi xuống, ngài đi đến để ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngài cầm lọng, ngài che cho Đức Thế Tôn. Và như là Đức vua Milinda đó, khi mà đi đến đảnh lễ trưởng lão Nagasena đó, thì ngay từ xa là Đức vua xuống xe để mà đi bộ vào. Giống như mình là mình cứ chạy thẳng vào, mà cỡ như như mình có câu là ở gần chùa thì kêu Phật bằng anh đó. Có nghĩa là gần gũi riết là mình thiếu đi cái sự cung kính, thiếu đi cái sự tôn trọng. Thì phải nói nó là một cái dở của chúng ta, bởi vì chúng ta thiếu đi cái sự khiêm nhường, thiếu thiếu đi cái sự cung kính, và nó sẽ là một cái nghiệp bất thiện, chính nó sẽ cản trở cho chúng ta. Quý vị còn nhớ vua Bimbisara đó, mà chúng ta gọi là Bình Sa Vương á, bị hoàng tử A Xà Thế sau khi mà chiếm ngôi đó, thì làm một cái việc đó là gì? Gọt cái gót chân, gọt cái gót chân của vua cha, rồi hơ trên lửa đó, đốt trên lửa đó đó. Thì vua cha bị thống khổ như vậy mà chết đi. Thì sở dĩ mà vua Bimbisara mà ngài bị gọt cái gót chân như vậy đó, là bởi vì khi xưa đó, do cái sự ngạo mạn của ngài đó, do sự ngạo mạn, ngài mang dép vào ở trong, tôi không nhớ là ở trong bảo tháp, đi vào trong bảo tháp hay đi vào trong chánh điện hoặc là đi vào trong chùa thì sư không có nhớ, nhưng mà tóm lại là do ngài, cái sự ngạo mạn của ngài, cho nên là ngài vẫn tiếp tục ngài mang dép đi vào cái nơi trang nghiêm, đi vào cái nơi tôn kính. Thì khi mà nói như vậy đó, thì có người đó nói là vậy thôi, đừng có thờ. Tại vì nếu mà mình thờ á, mình thờ ví dụ như mình làm kiết giới Sima, hoặc là mình làm cái nơi tôn nghiêm, mình làm cái nơi mà thờ cúng, thì như vậy thì người ta đi vô rồi người ta bị cái lỗi là người ta không có mang dép á, lỗi người ta mang dép, người ta đi vô á, người ta ngạo mạn, người ta đi vô, người ta bị cái lỗi đi địa ngục, rồi người ta bị cái lỗi gọt gót chân, người tội người ta. Nói không thể nói gì được. Nói nếu mà nói kiểu đó thì thôi mình đừng có xây chùa. Nói kiểu đó thì thôi là mình đừng có đi tu. Tại sao vậy? Mình đi tu á, mình xây chùa á, rồi người ta nhìn vô ông thầy tu người ta chửi. Đó. Cái người thương mình không nói, mà cái người mà không ưa mình người ta chửi. Rồi người ta thấy chùa, ví dụ như chùa mà nhỏ đó là người ta coi thường, thấy chùa nhỏ người ta coi thường, mà thấy chùa lớn á, người ta nói trời ơi chùa to Phật lớn, tiền ăn ăn họ ăn không dám ăn mà đẩy vô ba cái này, người ta cũng chửi. Nói chung là chùa nhỏ chùa to người ta cũng có lý do người ta chửi, anh tu hay anh không tu người ta cũng có lý do người ta chửi. Mà khi người ta chửi vậy người ta đi địa ngục tội nghiệp, tay thôi đừng tu. Có ai lý luận chuyện đó không? Cho nên á, mình thờ mình vẫn cứ thờ, mình tu mình vẫn cứ tu, mình nhắc nhở người ta thôi, cung kính, bỏ đi cái sự ngạo mạn thì là phước của chúng ta. Còn anh không làm được chuyện đó, đó là anh mang nghiệp, thì đó là cái lỗi của anh, thì anh ráng anh chịu vậy thôi. Chứ còn tôi không thể nào mà tôi vì cái chuyện mà anh không phạm, anh không tạo nghiệp mà tôi bỏ, tôi không tu, không có chuyện đó được. Đó. Thì quay trở lại Đức Phật Padmasambhava, ngài nói với ngài Ananda đó, chính cái chuyện mà ông á, ngày hôm nay đó, mà ông cầm cái lọng mà ông cung kính đối với Như Lai đó ha, chính cái chuyện đó thì cái người này đó, ngài Ananda đó, thì sau khi mà kết thúc tuổi thọ thì sẽ sanh về cái cõi Đâu Xuất. À, và khi mà tới đó đó là ngài hưởng hết mọi cái sự sung sướng của một cái vị thiên tử,
và được những cái vị tiên nữ á, thì cung kính nhờ cái phước là ngài đã từng cung kính Đức Thế Tôn đó, và ngài sẽ cai quản, ngài có nghĩa là ngài sẽ làm đế thích á, làm đế thích là 34 lần. Quý nhớ, chỉ một lần mà cầm cái lọng mà che cho Đức Thế Tôn thôi, cái phước á, sau khi mà cung trời đấu xuất xuống á, là ngài sẽ được làm đế thích 34 lần. À, và ngài là một cái vị thống lãnh quân đội ở cái quả địa cầu này á, trong 108 kiếp. Ngài sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương trong 58 lần, 58 kiếp làm chuyển luân thánh vương. À, rồi sau này đó thì khi mà ngài vào cái thời Đức Phật, Đức Thế Tôn của chúng ta đó, Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, thì ngài sẽ trở thành một cái vị thị giả của Đức Thế Tôn đó. Cho nên và nó bản thân cái sự cung kính đó, cung kính với một vị chánh đẳng chánh giác như vậy, đó là nhân lành để cho ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán sau này. Trong một cái đoạn mà sư không biết, cái này sư không có chắc ha, sư không có chắc, nhưng mà có một cái lời giải thích như thế này, là sở dĩ mà ngài Ananda đó là ngài chậm trễ chứng đắc đạo quả A-la-hán. Quý vị biết là cho tới sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài Ananda đó là bằng sinh cùng lúc với Đức Phật, sinh cùng một thời điểm với Đức Phật. Nhưng mà cho tới lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, rồi cho tới khi mà Chư Tăng kiến tập đại hội đó, tới cái buổi bắt đầu đó, thì ngài mới chứng đắc đạo quả A-la-hán. Mà trước đó là ngài chỉ là sơ quả thôi. Thì có một cái thuyết nói sở dĩ ngài chỉ có sơ quả mà ngài không chứng được A-la-hán, mà phải chờ nó chậm trễ như vậy đó, là do trong khi mà ngài may y cho Đức Thế Tôn á, là ngài dùng cái chân á, ngài dẫm lên trên cái y của Đức Thế Tôn, thì chính vì cái nghiệp bất thiện đó nó cản trở cái sự chứng đắc đạo quả của ngài. Thì cái này thì sư chưa có tận mắt sư đọc được cái đoạn chú giải đó, sư chưa có tận mắt sư đọc được cái đoạn chú giải đó. Đó là tận mắt đọc được là cái lý do mà ngài chưa có chứng A-la-hán sớm á, là do ngài phạm một cái lỗi là ngài lấy chân ngài dẫm lên y của Đức Thế Tôn khi mà ngài đang vá y cho Thế Tôn. Thì sư chưa có đọc được cái đoạn đó. Nhưng mà thì đó cũng là một cái để mà mình phòng ngừa, mình ngừa để mình tránh. Quý vị biết là ngay cả cái bóng của một cái những cái vị mình tôn kính, ví dụ như bóng của một cái khi mà sư đi, cái này là trong nhiều đoạn kinh đề cập tới, có nghĩa là mình tránh dẫm lên cái bóng của những bậc tôn túc. Ví dụ như là những cái bậc thầy của mình mà đang đi như vậy đó, mình bóng nó chiếu dưới đất á, mình cũng tránh mình dẫm lên bóng của những cái vị đó, hoặc là bóng gì như bóng cha mẹ mình mà mình đi mình dẫm lên đó, thì nó cũng là thể hiện cái sự bất kính đó. Thì sẵn đây thì nhắc để quý vị nhớ những cái chi tiết đó. Rồi tiếp theo đó, nhưng mà cái đoạn tiếp theo thì nó hơi dài, có nghĩa là sanh tu thí. Sanh tu thí là cái sự biết đủ, thì nó hơi dài cho nên là thôi có thể ngày hôm nay chúng ta nghỉ sớm. Thì sư sẽ dành một chút xíu cái thời gian còn lại để cho quý vị đó, nếu như mà quý vị có cái câu hỏi gì thì quý vị có thể hỏi đó, luôn cả những người mà đang có mặt trực tiếp ở đây, ví dụ muốn hỏi thì có thể hỏi đó. Thì sư sẽ dành một chút thời gian để mà sư trả lời những câu hỏi của quý vị trước khi mà chúng ta nghỉ.
Rồi. Rồi thì nếu như mà không có ai đặt câu hỏi đó thì hôm nay chúng ta nghỉ sớm ha. Mình nghỉ sớm tại vì cái đoạn sau đó thì nó hơi dài mà dạy mình nó dang dở á, thì sư cũng không có ưng đó, nên là để cho nó trọn vẹn một cái bài học á thì hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Thì do cái phước báo nào mà sư và quý vị đã tạo được trong ngày hôm nay đó, xin chia đều đến tất cả chúng sanh, nhất là thân bằng quyến thuộc còn hiện tại cũng như đã quá vãng. Xin chia đều phước đến chư thiên và cùng phạm thiên trong 10 phương thế giới. Cầu mong cho tất cả các vị ấy luôn được sự an vui, tránh khỏi sự khổ thân, tránh khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Bây giờ sư tự nhiên sư mới thấy một cái câu hỏi, nhưng mà thôi đã hồi hướng rồi thì cái câu hỏi này để cho bữa hôm sau. Thưa quý vị, đó là những đối với những cái vị mà đang theo dõi ở trên YouTube á, thì sư có lời khuyên là nếu quý vị có đặt câu hỏi thì quý vị đặt ở trên Zoom ha. Tại vì ở trên YouTube đó, nó có cái độ trễ, có khi độ trễ nó hơi lớn á, thì tới hồi mà sư chờ cho đã, không ai hỏi, sư hồi hướng xong hết rồi đó, thì lúc đó cái câu hỏi của gì nó mới hiện lên, thì nó uổng. Cho nên á là thôi để hôm sau thì sư sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Rồi thôi chúng ta nghỉ.